Hello mọi người, mình là Hiển bên Ngọc Hiển Shop. Xin cảm ơn mọi người đã quay trở lại với video góp thanh lý của bên mình. Thì ở video trước mình đã giới thiệu qua một loạt các dòng máy hút bụi. Thì đợt này nó khoảng tầm 4-50 con, thì mình sẽ lọc ra dần dần từ 4-5 con một đoạn video, vì nó quay rất là lâu, để vừa giới thiệu qua và test máy cho mọi người xem. Anh em lựa chọn em nào hợp với mình thì sẽ báo mình mã số, vì có đây 5 con tương đương 5 mã cho anh tiện theo dõi. Thì cũng xin chia sẻ với toàn thể anh em, những cái dòng hút bụi này thì bao gồm là những cái dòng em gọi là độ chế lắp ghép hoàn thiện vào một con. Nên là đối với những anh em nào mà muốn hoàn thiện hoàn hảo thì sẽ chờ những lô sau, vì những lô là em thanh lý nó rất là rẻ, nhưng mà đảm bảo tất cả các máy là còn nguyên bản và chạy hoàn hảo, hút rất là khỏe mọi người nhé. Vì thực ra cái em xin nói qua cái hút bụi thì đơn giản thôi, nó chỉ bao gồm một cái motor ở bên trong đây. Đây bên trong là cái motor này đây, và nó có một cái bảng mạch vi điều khiển ở đây. Đây cái mạch vi điều khiển đấy, và một cái buồng kín trong cái đựng túi rác. Thì tùy theo con, có những con thì túi rác nhựa, con thì túi rác bằng vải. Thì mỗi một kiểu loại thì đều có ưu và điểm khác nhau, nhưng không phải là cứ con cao là túi rác bằng nhựa và con thấp túi rác bằng bằng vải nhé. Nó tùy theo nhu cầu sử dụng. Dòng túi bằng nhựa thì là sử dụng được nhiều lần, thế nhưng mà khi bỏ rác ra thì cũng rất là không được vệ sinh. Dòng túi rác bằng nhựa này tự các bạn tự có thể làm được và dùng xong các bạn đổ đi, đơn giản này thôi. Túi rác bạn chỉ cần một cái túi vải này. Đây, bạn làm đúng bìa như mình làm đây, bạn cắt lỗ xong bạn dính keo vào, keo lên nhé. Thế là xong, ấn vào là xong, ok, nó đơn giản thôi mà. Thì các bạn cứ làm đầy, các bạn bớt đi. Đây mình làm túi hơi to một chút, bạn làm túi nhỏ một lửa thôi, trông nó gọn gàng hơn. Thì tiện mình làm một thẻ cho mọi người. Thì mỗi một máy thì em đều làm một túi mẫu để cho mọi người biết. Và sau các bạn cứ thế làm thôi, nó đơn giản lắm. Ấn này vào xong. Ok. Đó, em đầu tiên em sẽ test trực tiếp từng con một cho mọi người xem. Test vào bằng tay, và hiện tại em có một cái máy đo tốc độ đây. Để rồi, có cái sức hút của máy cho anh em tiện theo dõi. Và cũng xin chia sẻ với em cách lựa chọn những máy hút bụi nào để chạy nó khỏe và nó đảm bảo được cái nhu cầu của mình. Thì ngoài cái thông số chính, ok, mình sẽ tắt nhạc cho nó yên tĩnh một chút nhé. Ok, thì tất cả các dòng máy đều sử dụng áp 100V người nhé. Đây ví dụ em đầu tiên em Panasonic, thì em này mã 05 nhé. Thông số em đấy như sau, sử dụng áp 100V này, công suất tổng là 10W. Anh em xin chia sẻ cho anh em nên ý cái thông số này, thông số đầy. Để cân nặng 5,8 mà thông số đây em lôm là tạm gọi là thông số hút đi. Cái thông số càng cao, gần tiệm cận đến thông số này thì càng tốt. Thường thường anh em cứ chọn từ trên 500W trở lên nhá, đến 600 mấy con này 60W thì quá khỏe, con này khỏe nhất nhá. Có anh em nếu mua, nếu anh em mà sử dụng trong gia đình rồi, các bạn bỏ ra các bạn xem, nếu nó tầm 330W hoặc là 450W thì hút mình đảm bảo là không bao giờ khỏe được nhá. Đấy, đảm bảo 100% luôn. Đấy, em này em đời 2010, em Panasonic đây. Con này thì sử dụng giấy, túi rác bằng giấy vừa mình mở qua rồi. Con này buồng rất là to. Đấy, công suất khỏe, thì đường buồng rất là to, cái buồng kín trong đây này. Các bạn lưu ý các bạn đóng chặt lắp nhé. Còn nếu mở lắp là sẽ không bao giờ sẽ mất đi cái khả năng hút của nó yếu đi. Ấn chặt lắp, ấn kín là. Đây túi rác đây, buồng nó đây. Các bạn phải ấn buồng kín vào nhé. Đấy, thì nó hút được này. Em này gậy nó đây. Mình quay gậy cho mọi người. Đấy, gậy này bằng inox nhé, nhôm. Gậy này nó bị hỏng cái lẫy này, em cố định không thể lên xuống được, cố định một khoảng dài luôn. Đấy, vào tầm hơn 1 mét này. Đầu của Hitachi này, ống kép lối vào. Đã làm kín không mà bị hở nhé, đảm bảo hút rất khỏe luôn. Mình sẽ cắm thử luôn cho mọi người.
gồm con này gồm nút bấm này, tắt này, chế độ auto này, chế độ mạnh này. Đây là tắt này, auto này, chế độ mạnh này. Đấy. Mạnh này. Nghe tiếng gió hút cả chưa? Bạn có đeo lên bằng thông số này. Đấy, tốc độ lên hút vào khoảng tầm 68 km/h nhá. Đấy. 68 km/h. Rất là khỏe nhá mọi người nhá. Có cả đèn nhát rồi nháy đi luôn. Đó. Ok, em này là công suất khỏe nhất, bên em đang bán giá thành lý 650.000. Nếu mà đúng theo giá thị trường em này mà không bị mất cái bàn chải này của nó, mà bàn chải nguyên của thương hiệu Paula. Đấy, thì nó khoảng tầm các bạn mũi nhất phải tầm 1.2 mua được nhá. Nên bên em góc thanh lý em bán rất là rẻ thôi. Vẫn điều khiển trên bàn kiếm được ok luôn. Ok, 65/5. Dây rút nhá, dây rất dài đi khoảng tầm 4 mét này. Ok, em thứ hai là em Lationa này. Đây cho bạn xem thông số luôn cho nó dễ này. Em này đời 2003 nhá. Hơi ngược tí, mình đọc luôn cho mọi người. 1000V này, công suất hút này 550W này, trọng lượng 51kg này. Em này đặc biệt này là dạng hộp bằng nhựa nhá. Thấy chưa? Đời thấp chưa chắc đã phải là hộp giấy đâu, 2003 cơ mà vẫn là lại hộp nhựa. Ok. Em này thì là có cả đều phím khiển ok luôn. Em nào mà phím khiển này hỏng thì mình sẽ bỏ đi chuyển thành automat, bật công tắc là xong. Cắm điện luôn nhé. Các bạn chú ý theo dõi để biết xem thực tế tình trạng từng con nào, để tránh đi ngại nghe anh em nhận hàng xong này cứ với loại kia thì nó rất là khó, vì hàng thanh lý thì mình sẽ quay trực tiếp video giới thiệu toàn bộ luôn. Các phí ở tắt này, bật này, mạnh này. Nghe tôi hút này, gió rất mạnh lên, hút bật cả máy này. Mình sẽ đo thử tốc độ phát này. Đấy, em này tốc độ các bạn nhìn tốc độ hút này, đến 104 km/h. Nhìn này, đây là cái đo tốc độ nha, gió nhá. Nhìn này. Đấy, khỏe chưa? Siêu khỏe luôn. Tát này. Gậy nha. Gậy này, gậy cũng là gậy của nó. Em này thì lên xuống thoải mái luôn, không bị rít. Gậy khoảng 6m2, anh em thoải mái luôn. Hộp nhựa. Em này em Lationa. Em này là mã 04, 550.000. Ok. Ok, ta đến một con có phím khiển nữa nhá. Đây, em này là em thương hiệu Hitachi. Thông số em này, đời 2004 này. Công suất cũng là 1000W 100V này, và công suất 580W này. Đấy, em toàn lựa những cái hàng công suất khỏe để gửi anh em thôi. Cái này thì phím khiển vẫn ok. Đấy, ok nha, phím khiển ok. Cái đầu này thì em cũng là bản của Hitachi nhưng có con khác em đổ vào, đã đổ keo chắc chắn nhá, yên tâm không bị bong được. Đấy, cái này thì lên xuống thoải mái được nhá. Tên máy luôn này. Thường các bạn kết máy thì cần để lực hút ở tay này thôi là các bạn có thể biết được cái xu của nó rồi.
bật chế độ mạnh nhất này, nghe tiếng gió hút tay là anh biết rồi, đưa hút bật cả máy này, thì nhà test tốc độ tí cho nó thực tế này, bên này hút tốc độ lên đến 146, đấy, mạnh quá sợ cháy cái máy này của mình, thử tí thôi. 110 mấy km/h, tốc độ rất là cao nhé mọi người nhé. Em này mã số 01 mọi người nhé. Em này thì sử dụng là túi bằng giấy, túi giấy nhé, anh em có thể rất tiện lợi tháo ra ra vào. Ok, em này mã 04, bên em bán là 400.000 thôi. Mình nói qua chút cái em số pala đầu tiên ấy, bởi vì tôi sao tốc độ thấp, bởi vì là ở đây nó không, mình không cho sát vào trong vị trí được, mình mới để phía ngoài thôi, nên tốc độ nó chỉ có khoảng tầm 9 mấy thôi. Khi bạn cho sát vào trong đấy để nó sâu này cơ, nó còn cả cái bàn chải nữa đấy, cho sát đây thì tốc độ nó sẽ cao hơn nhiều nhé, thì nó thực tế nó phải bằng tất cả con kia đấy. Mình nói qua là anh em sợ sao lại thấp thế. Ok, đến hai em tiếp theo là hai em chúng là của thương hiệu Palasolic. Hai em thương hiệu Palasolic. Hai em này thì cái vỉ khiển ở trên đây cho là bị lước hay là bị oxy hóa, thế nên mình đã không dùng nữa và chuyển đổi thành mặt áp. Mọi người nhìn thấy áp này, đây cái áp. Đấy, mình chuyển cái áp này, các bạn chỉ cần bật công tắc là chạy luôn. Em này thông số như sau. Em này đời 2013 nhá, công suất hút cũng là 590W luôn, cực kỳ là khỏe. Các bạn dòng này các bạn bật ra là chạy luôn nhá, mình đã gia cố đây luôn rồi, tiện lợi luôn. Em này thì đầy đủ luôn, bàn chải gậy gốc và đầy đủ nguyên bản của tôi, chỉ muốn là chạy bằng áp thôi. Còn ngoài là dòng ca bằng nhựa mọi người nhá, rất tiện luôn này, ca nhựa anh em dùng xong nhấc lên đổ ra là xong. Còn nhớ đóng chặn nha, chặn áp phát chạy này, tiện lợi luôn. Thử tí tốc độ của anh nhỉ, con này chạy vượt ngưỡng à. Sợ cháy cái máy này, nó chạy tốc độ cao tầm hơn 100 cây/h cơ. Đấy, rất là khỏe. Qua đi này. Ok, em Palasolic này là mã số 003 mọi người. Mã số 03 nhé, cho em tiện theo dõi này, đầy đủ xuống thoải mái. Cái này lên xuống ok nhé. Bên em bán dòng sản phẩm này là 450.000 nhá. Đấy, cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Ok, sản phẩm tiếp theo vẫn là em thương hiệu Palasolic. Em này đời 2015 luôn, rất là cao. Công suất hút cũng là 520W, nhỏ hơn một chút. Sử dụng em này sử dụng là túi bằng giấy. Này cần vẫn lên xuống thoải mái luôn này. Đấy. Bàn chải thì mình lắp cần của Hitachi rồi, thì bàn theo ló nó không có. Đấy. Đảm bảo gia cố chắc chắn nhé. Anh em xem kỹ hết video. Dòng này cũng là dòng dùng áp luôn. Để cái vi khiển nó bị hỏng, bạn gạt là xong. Anh em thử hút xem. Rất là mạnh luôn nhé, nhớ nhé, toàn hàng chuẩn toàn thôi. Đây.
hơn 100 cây, 134 nó quá cái ngưỡng chịu của cái máy đo tốc độ này mọi người nhá. Tốc độ hút ấy, gió ấy. Okay. Em này em mã số 02. Em bán là 400.000. Ok, xin chào mọi người. Đây là toàn bộ tất cả những em hút bụi trong lô này, em đã test và quay video thực tế cho mọi người xem. Thì anh em ưng em nào thì báo lại cho em. Xin nhắc lại thì đây là những sản phẩm bên em gốc Thanh Lý, em ghép lối độ chế vào để thành một sản phẩm vẫn đảm bảo hút, đảm bảo khỏe cho mọi người. Anh em cần thì inbox em qua số điện thoại 0979665264. Còn anh em nào thích mua những sản phẩm hoàn hảo, đầy đủ, gọi là hàng full chức năng, đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm, thì lô sau em sẽ review cho, bởi vì nó về rất là nhiều, em chỉ lọc cứ 5-10 con một lần em sẽ làm cho mọi người. Ok, xin chào mọi người.